Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho công cuộc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình thống nhất, Trung ương Đảng, chính phủ và bác Hồ đã quyết định xây dựng các trường nội trú tập trung nuôi và dạy số con em đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc được ra đời đã góp phần nuôi dạy trưởng thành hơn 32.000 học sinh miền Nam. Khi mới ra miền Bắc, học sinh miền Nam chủ yếu học tập tại các ngôi trường tạm ở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình từ sau năm 1955, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bắc Hồ, hệ thống trường học sinh miền Nam được thành lập với các loại hình, mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 và bầu túc văn hóa tại các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và Hà Nam. Giai đoạn này, cũng có một bộ phận học sinh miền Nam được gửi sang học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân Chủ Đức. Từ năm 1966, khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ tại miền Bắc ngày càng trở nên ác liệt, Đảng, Chính phủ và Bắc Hồ đã quyết định chia nhỏ các trường học sinh miền Nam, sơ tán về các địa phương ở Trung Du miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn và một số được gửi sang Quế Lâm, Trung Quốc. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 là giai đoạn miền Bắc vô cùng khó khăn, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc, vừa tập trung chi viện tối đa cho chiến trường miền Nam. Mặc dù vậy, Đảng, Chính phủ và Bắc Hồ vẫn dành cho học sinh miền Nam những điều kiện tốt nhất về ăn, ở, học tập. Nhân dân miền Bắc cũng dành sự cưu mang đùm bọc tận tâm tận lực nhất cho những hạt giống đỏ của miền Nam thân yêu. Nhiều học sinh miền Nam sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, trở thành các nhà khoa học đầu ngành, các doanh nhân tài năng, nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ. Không ít người trong số đó được Đảng, nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân các thế hệ hạt giống đỏ của miền nam đã trưởng thành và công hiến tài năng trí tuệ cho đất nước xứng đáng với niềm tin công lao to lớn của đảng bác hồ kính yêu và đồng bào miền bắc dành cho trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt